Và sau đây thì chúng ta sẽ nói thêm về cái chết bí ẩn của ông Prigozhin. Như chúng ta biết là Nga đã tiến hành một cái cuộc điều tra mà họ gọi là cuộc điều tra sau cùng đó. Thì họ đã xác định được rồi, họ nói rằng là sau khi họ test DNA của cái những cái nạn nhân trên chiếc máy bay, họ xác định một điều là ông Rigojin quả thật là một trong những hành khách đó. Và như vậy thì họ chứng thực là ông Rigojin đã thực sự là giả từ vũ khí rồi chứ không còn cái cái gì để mà hồ nghi nữa nhưng mà cái chuyện này thì ngay từ đầu các cơ, quan truyền thông của tây phương họ cũng đã xác định mà không có cần cái cuộc điều tra này cái điều thứ hai mà người ta cần biết đó thì cái cuộc điều tra này nó lại không đưa ra đó là cái điều là người ta nói là ai vậy thì điều tra tuyên bố ai giết ông ai ai có cho nổ chiếc máy bay mà ông đã đi như thế thì chắc chắn là cái cuộc điều tra này một là nó sẽ không có xác nhận nó bỏ lơ đi hai là nó sẽ vô cùng lâu nó mới nhập nhò nó mới đưa ra một cái kết luận vu vơ nào đó thì tại sao chúng ta lại hiểu rằng là tại sao từ trước tới giờ ông Putin đâu phải ông giết một người ông giết rất là nhiều người mà cách gián tiếp ai cũng nói là ông làm hết đó ông không buồn đính chính là tại sao cái chuyện hôm nay ông lại nhanh chóng ông không nhận ông mới lên ông đọc một cái bài gần như là điếu văn dành cho ông Prigozhin. sau đó ông nói là cái tình bạn của ông với ông Prigozhin thắm thiết lắm và à, ông không phải là cái người ra tay thì ai đó thì chờ cái công cuộc điều tra của nhân viên an ninh nước nga mà ông cảnh báo trước rằng là, là chúng ta cần phải chờ đợi kiên nhẫn bởi vì cái cuộc điều tra nó cần thời gian thời gian bao giờ thì mình mình không biết thế nhưng mà có một cái người mạnh mẽ lên tiếng là gọi là gọi là binh vực cho ông tức là ông tổng thống của Belarus ông Lukashenko ông nói rằng là ông không thể tưởng tượng được là ông Putin ra tay giết ông Prigozhin cái kiểu như vậy bởi vì như vậy thì nó lộ liễu quá và nó thô thiển quá à thì ra tới đây đó người ta thấy cái mấu chốt của vấn đề nó là như thế này theo như ông Lukashenko ông nói rằng là như vậy là ông ám chỉ rằng từ, từ trước tới giờ đó, ông, ông putin ông giết rất là nhiều người rồi đó mà ông giết tinh vi lắm đó. không ai biết được đâu không ai có thể nào mà, mà thấy lộ liễu cái kiểu như vậy đâu mà lần này á, thì cái kiểu giết như vậy nó lộ liễu đó cho nên không phải là ông thế nhưng mà với một cái người mà có nhờ cáo già như ông, như ông putin thì có lẽ rằng chính vì nó lộ liễu chính vì nó, nó nó, nó, công khai quá nó nó khác hẳn với những cái kiểu giết trước đây của ông thành nhá ông mới ra tay ông làm ông làm như vậy thì rõ ràng là ông chừa ra một cái khoảng để mà có như là để ông có biện hộ mà tại sao ông lại cần phải biện hộ như vậy thì như chúng ta biết rằng là ngay khi mà ông Prigozhin chết đó, ngay những cái lốc đơ của quân đội của nước nga người ta lên ào ào người ta cảnh báo người ta nói là coi chừng có biến lớn là bởi vì ông ông Putin như vậy là không hiểu nổi cái tâm tình và cái tình cảm của của quân đội họ như thế nào đối với cái cái lãnh đạo của họ, có thể là gây ra sự biến loạn. Thế thì chúng ta thấy cái gì? Hiện nay đó đối với cái người dân Nga đó rõ ràng là họ có ông Rigozin hơn hẳn các tướng lãnh của Nga. Bởi vì ông thực sự là một cái lãnh đạo mà có đem lại chiến thắng trong cái cuộc chiến vừa rồi. Mà cái chuyện mà ông ấy, coi như tố giác những cái tướng lãnh bất tài hay là tham nhũng là cái chuyện mà người dân nga đồng ý, cho nên mình thấy là trước di ảnh của ông người ta đặt hoa ảo ảo như là đặt hoa của một vị anh hùng, cái chuyện đó mà bây giờ nếu mà chứng minh là ông Putin ông giết ông Prigozhin có thể là gây ra biến loạn ở trong lòng dân chứ không phải đừng nói làm quân. Rồi thì trên những cái trang Instagram của ngay cả những cái tài khoản của ông Prigozhin để lại đó hàng trăm những cái lời thề là sẽ trả thù cho lãnh đạo của những cái quân binh sĩ Wagner. Đây là cái điều mà mới ông tướng như ông Shoigu, ông Bộ trưởng quốc phòng đó hay là ông Tổng thống Putin phải lo ngại chứ. Một người nó nó nó, nó âm mưu thì mình còn đỡ được cái hàng chục người hàng trăm người biết đường nào mà đỡ. Và cái cuối cùng đó, chúng ta thấy rằng bây giờ những cái quân đoàn nga mà nó chống lại Putin đó tức là quân đoàn nổi dậy đó hiện nay chiến đấu với lại Ukraine đó, thì họ bây giờ họ đang đưa ra những cái kêu gọi những cái lời kiểu mời chào là những cái đoàn quân Wagner nên phản lại ông Putin về chiến đấu với họ để mà chiến đấu chống lại Putin để trả thù cho lãnh đạo những cái điều đó làm cho ông Putin hết sức là lo sợ nhưng mà chắc chắn là chúng ta thấy rằng là ông không thể đổ thừa cho ai được ngoài chuyện của ông Bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng là bây giờ nếu mà ông không nhận của ông thì đổ cho ai? Chắc chắn là không thể đổ cho tây, tây Phương được. Từ xưa tới nay không có các quốc gia châu Âu, Tây Phương nào người ta dám làm cái hành động nó khủng bố, nó ghê rợn như vậy cả. Đâu phải là một mình ông Rigojin mà ta có chín 9 người sinh mạng vô tội khác ở trên máy bay. Không ai, không có thể nào đổ thừa cho bất kỳ một cái quốc gia Tây Phương nào cả. Rồi bây giờ đổ thừa cho một cái tổ, tổ chức khủng bố nào bây giờ? tại sao là người ta sẽ đặt câu hỏi tại sao là một cái phi trường ngay giữa mạc tư khoa thủ đô của nước nga với một cái phi cơ chở một cái nhân vật quân sự rất là quan trọng của nga là ông prigozhin mà một tổ chức nào đó dễ dàng gài bom đánh nổ cái chiếc máy bay đó được nếu mà như thế mà có một cái tổ chức nào đó mà nó, nó có khả năng đó thì chắc chắn là ông putin phải là cái người lo sợ nhất một ngày mai nào đó thì cái máy bay của ông hay là cái chiếc phi cơ của ông đó. nó cũng sẽ bất ngờ nó nổ tung nhớ chiếc máy chiếc máy bay của ông Prigozhin thì sao họ đã làm được với ông Prigozhin họ làm được với ông Putin nhưng mà dẫu sao đó thì mình cũng phải chờ đợi xem là cái cơ quan an ninh của ông Putin nó kết luận như thế nào về cái thủ phạm gây ra cái vụ nổ này và cái bản tin kế tiếp này nó có liên quan tới Việt Nam đó là cái chuyện mà công ty VinFast đã tạo ra một cái hiện tượng khi mà cái giá cổ phiếu của họ đã tăng ba hơn 300% chỉ trong vòng có 10 ngày. Thì chúng ta ôn nhanh cái chuyện này như thế này nè, vào ngày 15 tháng 8 vừa rồi là ngày đầu tiên cơ quan VinFast mà ở trên thị trường chứng khoán nó đề là VFS đã rung chuông tuyên bố là bắt đầu gia nhập với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và lúc khởi điểm vào lúc đó đó vào ngày ngày 15 tháng 8 đó thì cái giá một cổ phiếu của Vinfast là 22 đô la chúng ta nhớ rồi chỉ cần hai tiếng đồng hồ giao dịch thôi thì cái cái cái, cái cổ phiếu của Vinfast nó lên âm ầm ầm và cuối cùng đóng cửa vào cái ngày 15 tháng 8 đó thì giá trị cổ phiếu của VinFast đã là 37 đô nó lên tới 32%. Nó nhanh chóng như vậy. Và cho tới ngày hôm nay sau 10 ngày thì người ta lấy cái giá của cái thị trường sau khi đóng cửa tối thứ tư 6 vừa rồi thì cái giá cổ phiếu của VinFast nó là 68 đồng 77 sen gần như gần 69 đồng nữa. Và người ta tính ra thì nó đã gia tăng 312% chưa bao giờ có một cái hiện tượng mà một cái cổ phiếu của một cái công ty nó ra đời mới ra đời mà nó ghê gớm như vậy cả nó là một cái sự rất là bất thường thế thì bây giờ người ta nhìn vào đó người ta nói đó là một cái dấu hiệu tốt cho vinfast hay là 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 một cái dấu hiệu đáng ngại cho vinfast thì quả thật đó là một cái sự rất là đáng ngại bởi vì nó không có giải thích được một cái sự tiến triển bất ngờ như thế nếu như người ta so với những cái con số khác à, thí dụ khi mà hiện nay đó có một cái công ty mà chuyên môn làm cố vấn cho những người đầu tư cổ phiếu nó có tên là Motley Full Stock Advisor thì họ đưa ra cái 10 cái cổ phiếu hiện nay ngon lành nhất cần nên mua nhất thì trong 10 cái cổ phiếu đó không có biên pháp chúng tỏ là họ, họ không có tin cái thứ hai nếu mà như người ta nhớ lại người ta biết rằng là có nhiều cái phóng viên mà chuyên về xe hơi người ta chuyên môn người ta đi thử người ta đánh giá những chiếc xe hơi thì người ta đã chê cái 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 xe vinfast này tơi bời những cái sự những cái khiếm khuyết về kỹ thuật nó tràn đầy mà nếu mà đã có một cái đánh giá của những cái người mà chuyên về xe hơi như vậy đó thì làm sao mà bán thì quả nhiên chúng ta thấy trên cái tờ báo automotive news tức là một tờ báo của hoa kỳ chuyên môn theo dõi cái tình trạng sản xuất, đánh giá bán buôn doanh số gì tùm lum của những cái kỹ nghệ xe hơi của những cái dòng xe hơi đang bán ở Hoa Kỳ đó thì họ báo cáo cái gì? Họ nói rằng là trong 5 tháng bắt đầu gia nhập vào thị trường xe hơi của Hoa Kỳ, VinFast bán được tổng cộng là 125 chiếc 5 tháng 125 chiếc mà họ nói rất rõ là 45 chiếc là bán ngay cái ngày đầu tiên 80 chiếc thì năm tháng nay mới bán được nếu mà mình tính đổ đồng ra 125 chiếc năm tháng một tháng bán được 22 chiếc xe một tháng bán được 22 chiếc xe thì làm sao mà mà sống vậy mà nếu như vậy đó, bởi vậy các nhà phân tích người ta nói như vậy nếu mà cứ căn cứ vào những cái doanh số bán xe để mà tính giá trị cho cái công ty đó thì có lẽ là VinFast chỉ có giá trị cỡ chừng 1 tỷ rưỡi. Và như vậy là họ đã đánh giá và không biết họ tính toán như nào họ nói là như vậy là VinFast tự mình nâng cái giá của mình lên 37 lần. Trong khi mà Tesla nó là một cái công ty mình biết là xe điện hàng đầu thế giới mà doanh số của họ cũng là hàng đầu thế giới mà họ cũng chỉ dám là nâng cái giá trị của mình lên 8 lần mà thôi. Mà tại sao VinFast có thể như vậy nó bán thì thấp lè tè như vậy mà cái cổ phiếu thì nó lại lên ghê gớm như vậy thì người ta đưa tới cái giải thích thứ ba người ta nói như thế này thưa quý vị người ta nói là vinfast có tổng cộng tới 2,3 tỷ cổ phiếu họ dự trù là phát hành như vậy tức là hai 300 triệu cổ phiếu đó. thế nhưng mà hiện tại nó chỉ có bốn họ chỉ dám phát hành hay là chỉ có dám bán ra bốn năm triệu cổ phiếu mà thôi nếu mà chúng ta thấy là bốn triệu so với hai tỷ ba nó là một con số cực kỳ nhỏ. Dĩ nhiên rồi một cái công ty khởi sự làm sao mà lúc ngày đầu đầu tiên mà tung cổ phiếu ra ảo ạt không ai mua thì lỡ cổ phiếu nó xuống giá ào ào thì sao? Thế nhưng mà người ta lưu ý một cái điều là bốn rưỡi triệu cổ phiếu như vậy thôi, thì toàn là những cái cổ phiếu làm gọi người ta gọi là nội bộ đó tức là nhân viên của Vinfast, lãnh đạo của Vinfast coi như là mua hết người ngoài không có mua cổ phiếu của VinFast hiện nay người ta nói vậy đó. Thì thành ra trong cái chuyện mà 4 triệu rưỡi cái cổ phiếu nó chỉ nằm trong phạm vi nội bộ của VinFast thế thành ra nó mới tạo ra những cái những cái, cái cái gọi là những cái giá trị mà nó đột biến nó không theo một cái khuôn khổ nào cả mà người ta nói rằng là cái hiện tượng của VinFast là một cái hiện tượng độc nhất nó nó trở thành một cái một cái một cái hiện tượng là cổ phiếu duy nhất đó. nó không theo không có một cái công ty nào định giá một cái cách chính xác với nó được nó tự đánh giá nó thành ra chắc chắn là cái chuyện đây là một cái chuyện mà nó, nó không có hay mình thấy như vậy nó lẽ ra cái sự tăng gia tăng của cổ phiếu thì nó phải gia tăng với doanh số thế mà doanh số 125 chiếc một năm tháng ở trong cái cái thị trường của xe hơi Hoa Kỳ như vậy nó là nó giống như là có con số zero không bán được gì cả mà tại sao cổ phiếu lại có thể gia tăng tới 312% đó là một sự phi lý hoàn toàn phi lý cho nên là chắc chắn một cái chuyện mà người người Mỹ người ta có cái câu là chu good to be chu Cái gì mà nó hoàn hảo quá, cái gì nó tốt đẹp quá mà không thể giải thích được thì, thì chắc chắn là người ta sẽ né xa nó thôi. Và như mình đã nói đó thì nếu như là cái cái, cái cổ phiếu nó gia tăng mà nó không có những cái yếu tố đi kèm để mà thuyết phục cái người đầu tư đó, thì sợ là vinfast nó đi vào một cái tình trạng mình hay gọi là bạo phát rồi bạo tàn chúng tôi còn một cái phần chót sẽ đi tiếp thì trước hết mời quý vị theo dõi những cái chương trình bảo trợ cho đài sau đây